Giá heo hơi hôm nay ngày 15 tháng 2, thu mua cao nhất 59.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận thay đổi mới trong ngày hôm nay. Theo đó, heo hơi tại tỉnh Thái Nguyên đang được thu mua với giá cao nhất khu vực là 59.000 đồng kg. Ngoại trừ Bắc Giang và Lào Cai đang neo tại mức 57.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại duy trì thu mua ở mức 58.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 57.000 đến 59.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 58.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 57.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 59.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg. Thái Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 58.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 58.000 đồng kg. Thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài làm giảm sức đề kháng vật nuôi, là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển trên đàn gia súc, gia cầm công tác tiêm vaccine cho đàn vật nuôi cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là đối với vaccine phòng dịch tả heo châu Phi hiện chưa được nhà nước hỗ trợ, giá bán ngoài thị trường lại khá cao, khiến nguy cơ đàn gia súc, gia cầm rất dễ mắc dịch bệnh này. Riêng trong năm 2023, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm mới đạt 78%, để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng tốt công tác phòng chống dịch bệnh có vai trò hết sức quan trọng ngành chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bám sát cơ sở nắm chắc tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để phát hiện sớm xác minh báo cáo kịp thời các ổ dịch bệnh đồng thời có sự hỗ trợ người chăn nuôi khoanh vùng xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh không để dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm lây lan rộng giá heo hơi hôm nay tại miền trung tây nguyên đi ngang theo ghi nhận giá heo hơi ở khu vực miền trung Tây Nguyên đồng loạt đứng yên, trong đó 57.000 đồng kg là giá heo hơi cao nhất khu vực, hiện đang có mặt tại tỉnh Thanh Hóa. Heo hơi tại tỉnh Nghệ An đang được giao dịch ở mức 56.000 đồng kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và Bình Thuận đang giao dịch heo hơi với giá 55.000 đồng kg. Thương lái ở các địa phương còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung Tây Nguyên trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 57.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 54.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg. Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 54.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 54.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 54.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 55.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đứng yên, ở khu vực phía Nam giá heo hơi cũng lặng sóng theo xu hướng chung. Hiện tại, các tỉnh Đồng Tháp, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá heo hơi thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg, mức giao dịch cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. 53.000 đến 54.000 đồng/kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bình Phước là 54.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 54.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 54.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 54.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 52.000 đồng mỗi kg, An Giang là 53.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 54.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 54.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 53.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 54.000 đồng mỗi kg.